em xin chào tất cả anh chị yêu hoa lan trên mọi miền tổ quốc nha à, hôm nay em sẽ làm một cái clip chia sẻ với anh chị mình À, một cái mã B5 cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn anh chị à, đây là một cái mã B5 em vừa mới sưu tầm được thì phải nói là thật sự ưng ý về cái cái mã B5 màu vàng này luôn anh chị rất là đẹp luôn à, thì hiện tại cái này là em có sưu tầm của cái anh kia ở Cần Thơ thì hiện tại hoa nằm trong thùng 3 ngày về tới nhà thì thật sự mà nói là mở cái thùng ra em cũng khá là bất ngờ hoa nó còn nói chung là hoa nó còn ăn nó còn nguyên vẹn luôn anh chị, không bị sức mẻ một miếng gì. Có cái này thì cái mình chèn bông gòn thì hoa nó sẽ hơi bị đẹp chi xuống như thế này. Với lại trong thời gian đi trong thùng thì cái đài của nó sẽ bị cong như thế này thôi anh chị. Nhưng mà thật sự mà nói thì vận chuyển để mà một cái hoa tươi á, mà nó từ cái cái từ cái người gửi cho tới người nhận mà để được một cái hoa mà nó còn nguyên vẹn như thế này thì đó là một cây bông nó rất là dày luôn anh chị bông nó phải cực kỳ dài thì mình mới giữ hoa an toàn được trong cái quá trình vận chuyển nha thực sự em không ngờ thì có những khách hàng của em đã mua hoa nhà em gửi ra tới nơi em biết là thế nào là hoa nó cũng sẽ bị dập tại vì hoa tươi mà mình không đảm bảo an toàn cho cái hoa một trăm phần trăm chỉ dám đảm bảo an toàn cho thân lá và rễ một trăm phần trăm thôi nhưng mà hoa thì không có anh chị nhưng mà thực sự mà nói thì cái cây b năm này em rất là ân bụng luôn đó thì cái cây b 5 này cây là một cái cây màu vàng khá là xuất sắc luôn anh chị hiện tại thì em sẽ chia cái hướng hướng hoa cho anh chị mình chơi thì cái hướng hoa là hướng ba lá như thế này anh chị đây là một cái hướng hoa ba lá hình chữ t nha em chia sẻ hướng cái này nó đang đi hình chữ t như thế này một 2, 3 Em sẽ chia sẻ hướng hoa ba lá nha anh chị Mã B5 rất là đẹp và rất là đáng siêu tầm Anh chị nào yêu thích thì inbox cho em liền Hoặc là alo cho em liền qua cái số điện thoại một 214 119 nha Em sẽ đối chốt đơn cho anh chị Thì hiện tại em có một hướng chữ T Thì cái hướng chữ T có nghĩa là nó đang chuẩn bị đi hai hướng Anh chị nào mà sở hữu được cái hướng chữ T này Thì mình rất là lợi luôn mọi người Mình sẽ lợi hơn khi sở hữu được cái hướng chữ T này đó, và cái hoa này là một cái hoa phải nói thật sự nói là nó quá dày. Nó quá dày cho nên trong quá trình vận chuyển từ 3 ngày từ 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 cái anh mẹ mua lên đây thì nó mới như vậy. Đây là hoa mà lúc mà em em có nhờ anh nó chụp hình hoa giữ lại cho em tại vườn nè. Rất là đẹp luôn. Thì lên đây nó chỉ bị méo mó một tí xíu thôi anh chị. Hoa này là hoa nở tại vườn nha. Đây, cái hoa nở tại vườn, lên đây nó chỉ bị méo mó một tí xíu thôi. Đó, nó cũng dạng như là nó tác động á lúc mà vận chuyển thì sẽ bị tác động anh chị nó sẽ bị tác động cực kỳ đẹp nha. Đó, lúc trước thì lúc ở dưới thì cánh nó trồng rất là sâu nhưng mà hiện tại lên đây thì nó bị bông gòn chèn ép anh chị cái nó sẽ bè ra như thế này nhưng mà thực sự là cánh trồng rất là sâu luôn nè lúc dưới cái khúc mà anh đó chụp cho em thì cánh trồng rất là sâu nhưng mà lên tới đây thì lưỡi nó sẽ bị quắp vô như thế này tại vì trong quá trình mình chèn bông gòn lưỡi nó sẽ bị quắp vô và mình ép cái bông nó vậy là anh chị mình ép cái bông nó như vậy thì cánh nó sẽ bị bẹt ra hai bên và bẹt ra hai bên thì 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 nó 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 sẽ bị bè bè hở ra thế này nhưng mà lúc mà mới nở thì cánh trồng rất là sâu luôn anh chị nè cái lưỡi nè bên trong cái lưỡi sẽ là một cái màu vàng nghệ và nói chung là nó quá xuất sắc một cái mã b 5 mà thật sự mà nói màu vàng em quá xá ưng cây này luôn rồi anh chị đó, anh chị nào yêu thích cái mã b 5 này thì alo cho em liền nha Trời ơi nó thơm kinh khủng luôn Anh chị nào mà sở hữu cái hướng hoa này về Thì mình khui thùng ra từ từ dùm em nha Nó rất là thơm Cái mùi thơm nó sọc ra là là, là choáng người luôn đó anh chị Rất là thơm luôn Đây mũi rất là to Cái này là một cây B5 mũi rất là to Và nó sẽ có một cái bịch vàng như thế này anh chị Bịch vàng như thế này Bên này màu đỏ à, một bịch đỏ nha Sorry, cây này là sẽ là một cái bịch đỏ, bên này sẽ là một bịch đỏ, bên này sẽ là một bịch đỏ, rất là đẹp Cánh cực kỳ dài anh chị, cánh mà y như cánh sáp á, cái này nó giống hoa giả luôn anh chị em khui thùng ra em còn bất ngờ luôn á. Em khui thùng ra thật sự mà nói là em khá là bất ngờ tại vì vận chuyển 3 ngày mà cái hoa nó còn nguyên như thế này thì cái cây mà là một cái cây mà bông nó khá dày và là khá và cái độ dày của nó cũng khá là ổn để mình chơi. Đó, thì dòng này thân lá của nó nè, bao đẹp luôn anh chị. Thân lá rất là khỏe, hiện gì mà cái bông nó khỏe như thế này. Thân lá rất là khỏe luôn. Anh chị nào sưu tầm thì alo liền cho em nha. Mã này là mã Mã này là mã B5 nha anh chị Đó, em có hướng ba lá chữ T Anh chị nào mà yêu thích thì alo liền cho em ý nha Chia đúng một hướng chữ T Còn phần đuôi em ấy sẽ giữ lại nhân giống Nếu như mà anh chị nào lỡ mà không mua được thì hẹn anh chị Lần sau em có em sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp nha Bye bye mọi người Em chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc Bye bye mọi người nha